Tình hình sao rồi em? Thưa chị, mình vẫn tốt lắm ạ. Chị cố lên ha, cứ theo lời dẫn của chị mà làm. Dạ chị yên tâm đi, em nhớ rồi mà chị. Còn chuyện tiền của ba má em dưới quê cứ để chị lo cho. Dạ em cảm ơn chị. Chị em bệnh với nhau em nói chuyện ơn nghĩa mà. Dạ dạ em biết rồi chị. Chị cứ theo lời dẫn mà làm. Dạ. Em tính chị rồi đó. Em mà làm khác ý chị thì không tha thứ được. Dạ em biết rồi. Chị chỉ nhắc dần vậy thôi. Bye nha. Dạ em chào chị. Em nhớ đó. Mời em. Em nói chuyện với ai mà nghe giọng điệu giống sát thủ quá vậy? Bí mật, chỗ làm ăn của em mà. Dạ, lúc này em hiểu quá ta. Anh có bí mật riêng của anh, em cũng có bí mật riêng của em vậy. Bây giờ chắc quên là con rồi. Anh cũng từng khuyên em là làm ăn thì phải biết kính tiếng sao? Đúng vậy. Anh nè, anh không thấy hai chúng ta giữ bí mật giống nhau sao? Giữ. Anh, vụ bắt bớ gái hôm rồi á, sao anh thoát? Có sẵn trong đầu với anh, đâu có dễ gì mà để rớt vào mấy cái trò chẹp nhẹp như vậy á. Chắc cũng được một bữa hết hồn. Lần sau á, kỹ kỹ một chút cho chắc anh ơi. Anh thì không sao, nhưng mấy ông bạn của anh thì bị một bữa xanh mặt. Ê, mấy thằng bị đó có ngày chết cái chắc. Chuyện qua đêm với mấy em người đẹp là phải cẩn thận. Quan trọng nhất là mình phải biết ngủ với ai. Tốt nhất là những em đang có chút xíu danh tiếng. Mấy em đó thì dù sao cũng biết cách giữ kẻ để cả hai không bị gì hết. Chà, đụng tới mấy em mà có thương hiệu thì giá cao lắm đó. Có đủ sức ra gió không đó đại ca? Mấy thằng đó có tiền trăm tỷ. Dài 30 chai hay là dài 3.000 đô thì ăn thua gì em. Quan trọng là em đó có đủ hàng để mà cung cấp hay không. Cha, vụ này em thấy làm ăn được đó nha. Anh tính kỹ một chút đi. Đúng của em rồi phải không? Nhưng mà anh phải nhắc cho em nhớ nè. Làm gì á cũng phải an toàn. Anh yên tâm đi, chuyện này em lo được mà. Lo nghĩ chuyện lớn đi. Giọng điệu của em đó coi bộ ngắm mùi rồi đó. Anh đã nói với em từ lâu rồi, trung tâm người mẫu của em không tham gia vô mấy cái vụ này thì lấy đâu ra tiền. Mấy cái show biểu diễn cỏn con đó được bao nhiêu không đủ cho tụi nó ăn sáng. Coi chừng tụi nó bỏ đi hết. Thời buổi bây giờ mẹ. Lúc đầu thì em cũng nghĩ như anh nói. Tuy nhiên á, em cũng hơi ngán luật pháp một tí. À, còn bây giờ thì sao? Hết ngán luật pháp rồi hả? Có biết sợ hồi nào đâu mà ngán. Anh chơi với em vụ này nha. Câu này nghe hay nhất tối nay đó. Nhưng mà để giờ cuộc chuyện này thì phải ngồi lại tính toán cho một chút. Tính sao anh? Phải tính toán cho thật kỹ thì mới kiếm được nhiều tiền. Mà không ai nghĩ. Anh nghĩ được á thì cũng có đứa nghĩ được. Nhưng mà em không có ham ăn nhiều đâu anh.
thà ăn ít ít mà ăn lâu, ăn dài. Biết rồi, bà mới phải thích hết cách này mà. Ngay cả khi trục trặc hay là có đứa nào bị hốt ổ thì cũng không ảnh hưởng đến tụi mình. Trời, em thấy anh vừa làm mà đã tính chuyện công an rồi, nghe thế mà ghê quá. Nè, đã muốn có gan làm chào thì phải chấp nhận em ơi. Em chấp nhận thua keo này, ta bày keo khác, chứ em không chấp nhận ngồi tù. Ây cha, em nói giống như anh là người kéo em vào con đường tội lỗi vậy mà. Ờ, chú Thoàn nghe đây. Rồi, được rồi, ok. Cảm ơn em. Ông Quân, bạn Thanh vừa mới gọi. À, muốn mời mấy cô người mẫu bên em đi chơi giờ hôm được không? Cụ thể mấy ngày? Giờ đi đâu? Ở Singapore, Macau. Khoảng 10 ngày. Em đánh giá trọn gói đi. Nhưng bạn anh muốn những đứa nào? Chủ này để anh hỏi lại bạn anh cái đã. À, hôm trước tụi nó có đi coi biểu diễn. Mấy người mẫu của em tụi nó thích lắm. Khổ thật mấy đứa bạn của anh. Anh nói vậy là biết đứa nào rồi. Đàn ông tụi anh lúc nào cũng thích khổ đó. Có một chuyện nữa, anh muốn giúp người mẹ. Bữa nay chú Thoàn của em nói chuyện nghe tình cảm quá vậy. Nè, em á, chuẩn bị khởi động cuộc thi Hoa hậu đại dương đi. Tới giờ chạy rồi đó. Em tính bàn với anh chuyện này đó, xếp chút nữa là quên mất. Anh sẽ xin tài trợ cho em. Ok anh, chuyện đó coi như là nhỏ xíu của anh rồi. Anh sẽ kiếm Mạnh Thường Quân tài trợ cho em. Đại gia thứ thiệt à nghe. 100.000 mua một trận cờ như không. Chưa, em chỉ cần vậy thôi. Có điều lại phải tính toán cho thiệt kỹ. Dù sao thì em phải ráng tổ chức một cuộc thi có quy củ. Báo chí bây giờ không phải như ngày xưa, nó chỉ cần phan vài bài là nguyên một đám đi bụi hết. Em hiểu mà. Em lo được chuyện này, anh yên tâm đi. Hình thành ban tổ chức có mời thi cử đàng hoàng, thấy lại hẳn hoi. Vậy thôi, anh qua làm cố vấn luôn cho em đi. Nói giúp á là phải giúp cho trót chứ.
cố vấn cho riêng em á là anh cũng đuối lắm rồi. Trời anh á. Quỳnh Quỳnh, em kiếm nhà báo nào ấy mà chịu ăn liên kết với tụi nó để đánh bóc chỗ này. Nghề của em rất cần đến thông tin, nên phải biết chiều chuộng và chia đẹp cho tụi nó. Anh khỏi nhắc em chuyện đó, em có quen với mấy đứa. Có phải thằng cha mà nhà báo từng tới trung tâm của em không? Ừ, đúng rồi. Cái thằng tướng vậy mà cũng phải đặt làm nhà báo. Thằng cha đó em cũng không biết như thế nào, nhưng mà thằng chả có mối quan hệ rộng lắm. Nó có việc xài được, nhưng mà có việc xài không được, nên em á sử dụng tùy lúc. Nói chung là vụ này khó chứ không dễ đâu. Có thằng ăn, nhưng mà cũng có thằng đánh mình thẳng tay đó, không có giỡn được đâu. Có khó gì đâu, chỉ cần anh bơm cho tiền nhiều tiền vô là xong thôi à. Em biết, những mấy tay này á nhìn nó khó chịu lắm, không biết đường nào mà tính hết. Tính được hết đó em ơi. Để em sẽ nghĩ cách. Làm sao phải cột tụi nó lại với mình. Ok, nhưng trước khi cột tụi nó đó, hai đứa mình cột nhau trước đi. Thôi ăn đi. Cảm ơn nha. Dạ, chào chị ạ. Dạ. Chị đi xin hoa đi em. Dạ, em mời chị vô trong. À, vậy hả? Trời ơi, cửa hàng có bao nhiêu đồ đây hả cưng? Dạ, đi vòng qua bên đây còn nhiều hàng nữa đó. À, chị. À, vậy hả? Đây là sản phẩm mới của công ty đó chị. Được chiết xuất từ lá trà xanh, cảm giác rất là thoải mái. Em cho chị gì hỏi. Cái này chị thích đi nè. Dạ, đây là son môi. À, son môi dạ, chứ hồn. Son môi và dưỡng môi em đó chị. Cưng lấy cho chị cái son nào mà đẹp nhất nghe, mắt nhất nghe, mà ấn tượng nhất cho chị. Vậy chị dùng son môi màu đen. Màu đen hả? Dạ. Ấn tượng mắt nhất chị lấy liền. Trời ơi, nghĩ làm sao vậy? Môi thâm xì rồi mà còn bị đặt xài son môi màu đen nữa. Chắc giống phù thủy lắm em ha. Dạ. Em nói giỡn thôi. Em nói giỡn cái chị phải không? Dạ. Chị nói đùa với em mà thôi. Cái môi chị là môi mộng mà, làm sao sơn màu đen được. Chị sơn màu này chắc dễ thương lắm á, tại vì nó dưỡng môi luôn đó chị. Hương trái cây hả? Dạ. Vì chỉ cái môi chị mà thoa lên giống như trái cây muốn cắn luôn. Dạ đúng ạ. Quá. Chị ơi, bộ này là bộ ngăn ngừa và chống lão quá đó chị. Chống lão quá hả? Dạ. Trời ơi, chị đẹp sẵn rồi đâu có cần. Dạ, em mặc đẹp sẵn rồi nhưng mà chị xài bộ này chị đẹp hơn đó chị. Ủa vậy hả? Dạ. Không biết con gái chị có thích hơn nữa ha? Dạ. Ủa, chống lão quá hả? Cho chị mắc tiền nhất phải không em? Dạ đúng rồi. Vậy đó thì chị mua. Em gói hết giùm chị nha. Dạ. Nhưng mà em cũng không biết là có hợp với lại ý con gái của chị không. Trời ơi, nó không thích thì chị đem cho. Nói rồi chị sao hơn mấy người à, vô đây tới lửa mua có mấy cái son môi à. Cưng, nhiều khi người ta hỏi chứ ta có tiền ta mua đâu, hỏi chứ hỏi gì đó. Em gói hết hả chị ha? Ừ, dạ. Gói hết cho chị. Cưng, cái chỗ mà hồi nãy chị coi đó, gói hết cho chị đi cưng, cho cái tủ đóng lỏng hết cho chị nghe cưng, gom hết cho chị. Chị nói thiệt hả chị? Nè em coi dạ. Nhìn dọn hết xuống rồi hồi xếp lên lại mệt lắm đó nha. Dạ. Đi gói giùm dạ. Chị đi, gom dạ. Hết cho chị đi cưng. Dạ. Gói hết cho chị. Để chị kêu xe tải chị chở. À, chị tên là Liên. Mà dạ. Ai cũng gọi là Liên mập hết đó cưng. Trời ơi, chị tập thể dục dữ lắm đó cưng. Mà không có xuống với lô nào hết trơn á trời. Thôi kệ, dạ. Mập cho nó sang. Dạ. Còn chị tên là Thu Cúc. Dạ. Chị Ngà này, dạ em chào giám đốc. Đây là hai phụ huynh gửi con tới học. Còn đây là chị giám đốc của trung tâm. Giám đốc đây hả? Dạ chào giám đốc. Chị. Có gì không chị? Thôi, Ngà cứ tiếp khách đi. Lát nữa lên phòng tôi có chút việc nha. Dạ. À, chị giám đốc. Trời ơi, gặp chị ở đây hay quá à. Chị ngồi xuống đây đi. Thì có việc gì không mấy chị? À, là vậy nè. Hôm nay tôi đến đây để đóng học phí cho con gái.
Tiện thể tôi đến đây để tôi coi điều kiện con cái mình học như thế nào mà. Thế con gái hai chị tên là gì ạ? Con gái của tôi tên là Đông Anh đó. Còn con gái tôi tên là Mimi. Nếu hai em này thì tôi biết. Dạ. Hai em cũng có nhiều triển vọng lắm. Tuy nhiên thì cũng cần phải rèn luyện nhiều thêm. Dạ, trăm sự nhờ mấy chị ở đây dạ. nha. Trời ơi, chị giám đốc biết không? Con gái của tôi á, ngay từ hồi học cấp 2 đã là hoa khôi ở trường của nó đó. Trời ơi, biết bao nhiêu là chàng trai đưa nó về tận nhà, rồi trồng cây si ở trước cửa. Tới nỗi ông xã tôi bực mình quá cái đuổi về hết trơn à. Thiệt tình, có con gái đẹp cũng khổ ghê vậy đó. Trời ơi, còn ta cấp 2 mới là hoa khôi. Còn con gái của tôi từ hồi mẫu giáo đã là hoa hậu rồi đó. Ta nói nó được bầu là bé khỏe bé ngoan đó. Càng lớn sao nó càng đẹp nha. Đẹp từng cm. Tao nói nó đẹp mà thấy mắc mê gì đó. Xin lỗi hai chị nha. Tụi tôi lo khoe con mà quên mất hai người à. Không sao. Mẹ nào mà chẳng khen con đúng không ạ? Nè dạ. Con em ba lớn rồi. Dạ em chưa lấy chồng ạ. Chưa lập gia đình. Trời ơi, từ tuổi này vậy mà. Ê, vậy là ế hả? Chị xin lỗi nha, ý chị không phải vậy. Dạ không có gì ạ. Chị giám đốc nè, con của tụi tôi á, sau khi mà đào tạo ở đây xong á, thì nó sẽ làm gì? Nó làm người mẫu biểu diễn thời trang hay là hoa hậu, á hậu? Thực ra thì trung tâm Âu Cơ của chúng tôi sẽ trang bị cho các em kỹ năng biểu diễn trên sàn diễn. Nâng cao kiến thức về chuyên môn, nhưng cũng rất là quan trọng việc đào tạo phẩm chất đạo đức. Trước mắt thì các em cần phải rèn luyện. Thực ra thì trung tâm của chúng tôi cũng chỉ trang bị những kiến thức cơ bản ban đầu thôi, còn cái chính vẫn là do các em ạ. Vậy sau khi học cái khóa này xong thì con tôi có thể tham gia các cuộc thi như là thi hoa hậu không giám đốc? Chúng tôi thì không khuyến khích các em tham gia các cuộc thi sắc đẹp khi đang còn là học viên. Và cũng không muốn các em tham gia các cuộc thi biểu diễn này kia khi mà các em còn thiếu quá nhiều những kỹ năng cần thiết. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng... chị giám đốc nè, tôi nghe thông báo gần đây có rất nhiều cuộc thi hoa khôi, hoa hậu gì đó. Liệu con của tụi tôi có được tham gia không? Mà nếu được thì điều kiện sao? Cũng còn tùy chị ạ. Trước mắt thì trung tâm sẽ phải nghiên cứu xem thực chất những cuộc thi đó là gì. Nói chung là cũng không nên vội vàng đâu chị ạ. Nếu như mà con gái tôi được ai đó mời tham gia một chương trình biểu diễn như là thời trang thì sao giám đốc? Như chúng tôi đã nói là chúng tôi không khuyến khích. Tuy nhiên chúng tôi vẫn có thể chấp nhận cho các em tham gia dưới hình thức biểu diễn trong khuôn khổ một chương trình nào đó với điều kiện là... Ủa, điều kiện gì vậy chị? Điều kiện khó không? Mọi việc cần phải thông qua trung tâm, xin phép trung tâm. Và nếu cần thì trung tâm có thể đứng ra đại diện ký hợp đồng cho các em. Trong trường hợp đó thì trung tâm sẽ đại diện cho pháp luật để bảo vệ quyền lợi, cũng như là tránh những thiệt hại có thể xảy ra với các em. Tôi có thể hiểu hai chị đang nghĩ gì. Tuy nhiên, việc này thì trung tâm chúng tôi cần phải quản lý, vì hiện tại hai em đang là học viên của trung tâm, cho nên chúng tôi phải có trách nhiệm. Và trách nhiệm lớn nhất đó chính là bảo vệ các em. Còn bảo vệ như thế nào thì khi xảy ra chuyện các chị sẽ rõ. Dạ, chúng tôi đã gửi con gái vào trung tâm thì phải tin tưởng trung tâm thôi. Dạ, mong giám đốc và mấy cô đây chiếu cố giùm cho cháu nó. Dạ, đúng rồi. Thực ra thì không chỉ có hai em của các chị đâu, mà tất cả các em khác học ở trung tâm này chúng tôi đều quan tâm rất là chu đáo ạ. Dạ. Các chị cứ yên tâm. Nếu như các chị còn những vấn đề gì nữa thì tôi nghĩ là các chị có thể tham quan trung tâm của chúng tôi. Được, trời ơi, được đó, được đó. Tôi thích lắm á. Để tôi coi chỗ con mình học hành điều kiện như thế nào mà. Đi. Nga này, em có thể đưa hai chị đi tham quan một vòng nhé. Dạ, thưa chị. Dạ, chào giám đốc. Dạ, mời hai chị. Chào chị. Chị Trà, có cần phải chu đáo quá như vậy không chị? Họ cũng như mình thôi. Em cứ đưa họ đi tham quan một vòng đi. Xong rồi thì lên phòng chị có việc nhé. Dạ. Chị Trà, có mấy nhà báo tới thăm trung tâm chúng ta. Ủa, nhà báo nào vậy? Sao không hẹn trước à? Chị ơi, mấy nhà báo lần trước đó, chị lúc đầu thì chị từ chối, sau đó chị đã đổi ý và đồng thời chị nhận lời hẹn hôm nay.
Thực ra thì chị cũng không muốn tiếp xúc với báo chí bây giờ. Chị Trà ơi, bây giờ vị trí của chị không còn giống như nhà báo hồi xưa nữa. Bây giờ chị là một nhà kinh doanh rồi. Chắc chắn là em nghĩ chị nên tiếp xúc với giới truyền thông. Chị đã từng dạy em vậy mà. Chị biết, chị biết. Thôi, bây giờ em ra mời họ lên phòng của chị đi. À, mà hôm nay em sẽ đóng vai trò chủ đạo, còn chị chỉ theo dõi thôi. Em hả? Ừ. Thôi, tập sự dần dần đi. Về sau còn thay chị nhiều việc khác nữa chứ. Dạ, mà đợi. Hả? Rồi, xây người bên kia. Lấy ba người này, lấy ba người này. Đáng ghét. Ủa, có chuyện gì vậy em? Chị không thấy anh ta sao? Thôi kệ anh ta đi. Em không ngờ trên đời này lại có người dày mặt như vậy. Hôm trước chị nói thẳng với anh ta rồi, em nghĩ anh ta không bao giờ bước chân vô đây nữa. Vậy mà... Em bình tĩnh đi. Trong cuộc đời những con người như vậy vốn không phải là ít. Mà mình thì đâu có tránh được họ hoài đâu. Không lẽ... Thôi, không bận tâm với anh ta nữa. À, mà lúc này chính là lúc mà em phải biết cách giải quyết được các mối quan hệ đó, sao cho có lợi cho mình đấy. Em không thể nào nói chuyện với anh ta nổi. Chị hiểu. Không ai ưa điều đó cả. Nhưng công việc vẫn là công việc. Nhưng mà... Hãy coi như là chuyện bình thường đi. Về sau em sẽ còn gặp những chuyện khó chịu hơn nữa kìa. Chuyện gì quá sức em, chị sẽ giúp. Yên tâm đi. Em đợi anh. Em ra làm việc với mọi người nhé. Dạ, chào bà chị. Bà chị khỏe không? Đi đi. Cảm ơn anh, tôi vẫn bình thường. Không không không. Chị coi mấy giờ báo này là do em một tay tôi thiết kế hết để đến đây đó. À, vậy thì anh lại làm tôi khó xử nữa rồi. Cũng có gì đâu khó xử. Tôi cũng biết là bà chị không thích ồn ào, nhưng mà thời buổi bây giờ mà, làm gì mà không cần tới thông tin đại chúng đúng không? Nghe cũng có lý đấy. Lúc mà mấy nhà báo này có hỏi gì tôi á, là tôi nhớ ngay tới trung tâm của bà chị đó. À, kiểu này thì tôi phải cảm ơn anh cả ngày không hết nữa rồi. Có gì đâu. Mời anh vào trong phòng họp của tôi uống chút nước. Rồi, bà chị cứ vô trước đi. Tôi lấy thông tin chút xíu rồi tôi vô sau. Dạ. À, xin mời các anh chị phóng viên vào trong phòng họp một chút ạ. Thảo vào cùng chị luôn nhé. Dạ. Rồi, mấy em thử tập nha. Mời các anh chị đi đường này ạ. Tập đi mấy em. Các chị quay lại đó. Dạ, chào chị. Anh là thầy dạy ở đây hả? Dạ, dạ, không, tôi là nhà báo. À, nhà báo dạ, hả? Dạ, nhà báo Hữu Điền. Ủa, bà chị vô đây vậy là chắc có con gái học trong đây hả? Ừ. Con gái bà chị mà học trong đây là bảo đảm phải đẹp lắm luôn đó nha. Trời ơi, con gái tôi đẹp quá trời đẹp luôn đó. Định cho đi thi hoa hậu đó cậu. Bà chị tính cho con gái bà chị đi thi hoa hậu? Ờ. Chà, tôi cũng đang tính kiếm mấy cái gương mặt đẹp đẹp để đưa lên báo Lăng Xê nè. À vậy hả? Dạ.
Vậy xin lỗi, bà chị tên gì? Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Liên, mà bạn bè thì gọi là Liên Mập. Bà chị vui tính quá, xin phép được gọi bà chị là chị Liên. Ủa, chẳng hay là hiện giờ con gái chị Liên đang ở đâu? Nó đang tập người mẫu trên lầu á. Trời ơi, trong cái đám đó nó là đẹp nhất, nó tên là Mimi. À, tôi có biết Mimi. Đó, đó, nó là con gái tôi đó. Dạ đúng rồi, nhìn Mimi á, đẹp thiệt. Quá đẹp. Nhưng mà nó bà chị biết điều này nghe. Người đẹp bây giờ thiếu gì? Nổi cái trung tâm này thôi, biết bao nhiêu là người đẹp đâu có thua kém gì con gái của bà chị đâu, đúng không? Cho nên là thấy bà chị cũng vui vẻ, coi như là chỗ thân tình. Tôi sẽ mách nước một bí mật. Nếu mà bây giờ mà muốn con của bà chị trở thành một thiên nga nổi bật như bài thiên nga đó thì cần phải có cách. Cậu nói gì tôi không hiểu. Nói vậy mà bà chị cũng không hiểu à? Rồi để nói thẳng cho bà chị dễ hiểu. Có nghĩa là mình cần phải biết về mấy cái công nghệ lăng xê. Lăng xê quảng cáo đó hả? Dạ đúng rồi. Cậu làm được không? Trời ơi, tôi là nhà báo mà, quảng cáo là số 1. Vậy hả? Vô đây, vô đây, vô đây. Ờ, khoan, khoan, khoan đã. Bà chị à, tôi đang bận tác nghiệp. Với lại tôi còn phải vô phỏng vấn bà giám đốc trung tâm này nữa. Trời ơi, vô đây đi. Phỏng vấn chút xíu nữa, phỏng vấn cũng được mà. Vô, 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 vô. Ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Cậu uống gì nè? Dạ thôi, chắc bà chị uống đi. Tôi gọi chút xíu là tôi đi liền. Vậy hả? Cảm ơn. Vậy thì cho chị ly cầm chắc đi em. Dạ. Chị uống một mình chị à. Cảm ơn em. Dạ. Sao? Làm được phải không? Dạ được. Nhưng mà bằng cách nào? Trời ơi, nghề của tụi em mà. Báo chí phỏng vấn rồi đưa lên mấy hồi. Nhưng mà bằng cách nào nói tôi nghe coi. Đó, chỉ cần 5-3 tấm hình thôi. Em viết vài ba bài báo, đăng lên các mặt báo, bảo đảm con chị nổi tiếng như cồn. Dễ vậy đó hả? Dễ. Trời ơi, có mấy tấm hình vậy? Nè, nếu cần nha, 10 cũng có, 100 cũng có, 1000 cũng có nữa. Trời ơi, đăng hình lên báo bà chị làm như bán trứng cút lộn gì mà. Chục trăm. Em nói thiệt, chỉ cần vài tấm thôi, mình đưa lên báo. Nhưng mà quan trọng là cái chuyện đưa hình lên báo không phải là chuyện dễ. Thôi mà, dễ hay khó là do cậu đúng không? Cậu là nhà báo mà. Đối với ai thì em không biết. Nhưng mà thật sự đối với em là dễ dàng thôi. Nhưng mà bà chị cũng hiểu mà. Vấn đề là thời buổi kinh tế. Ê, cậu đừng có nói ra. Cậu mà nói là cậu dở. Cái chuyện đó tôi biết mà. Việc đầu tiên đúng không? Dạ. Trời đất ơi, chuyện nhỏ. Bà chị làm em hết hồn. Công nhận bà chị cũng lanh lẹ ghê nha. Trời ơi, thời buổi này tôi rành lắm. Nói nghe nè. Dạ. Tiền bạc đối với tôi không thành vấn đề. Dạ. Miễn con tôi nổi tiếng là được rồi ha. Rồi. Cỡ bao nhiêu? Ghi nhận cái chuyện này của bà chị. Nhìn bà chị là em thích rồi. Đây đây đây. À, cái chuyện cỡ bao nhiêu thì không sao, từ từ để em tính sau. Dạ. Đây. Có gì? Cái cả của tôi. Dạ. Tên cô gái tôi. Số phone nè. Có gì dạ, cậu gọi cho tôi hay ha. Dạ được rồi. À, ngồi đây nói chuyện nó cũng không tiện lắm. Với lại cũng gần tới giờ em phải chạy lên em họp. Cậu cứ đi. Thì rồi có gì em sẽ gọi điện trước không khi có cần đấy không? Dạ có chứ. Để đi em cho tôi đi. Dạ đây. Nhớ nha. Con gái tôi càng nổi bao nhiêu cũng được. Ai chứ đối với em thì bà chỉ cứ yên tâm, chuyện đó ở trong tầm tay thôi. Dạ. Dạ rồi. À, xin phép bà chị em đi trước. Bà chị ngủ nước nha. À, có gì em xin lỗi trước. Chắc bà hai ba bữa em qua. Nhớ nha. Mimi. Dạ rồi. Mimi em nhớ các bạn. Dạ rồi, chào bà chị nha. Đi. À, xin cảm ơn các nhà báo đã quan tâm chiếu cố đến trung tâm Âu Cơ của chúng tôi. À, xin hỏi quý vị có thắc mắc gì nữa không ạ? Có lẽ không còn gì nữa. Xin phép chị tôi về. À, vâng, một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã đến. À, đây là profile của công ty chúng tôi, xin được gửi tới quý vị. Sao anh Điền? Chào bà chị. Anh thấy trung tâm của chúng tôi thế nào? Tôi thật sự bất ngờ đó nha. Ngoài sức tưởng tượng của tôi. Chắc là anh sẽ còn ngạc nhiên nhiều nữa. Thật ra trước khi vô đây á, tôi cũng có phỏng vấn vài vị phụ huynh. Không ngờ là họ khen về trung tâm của bà chị hết lời. Ai vậy anh? Trong đó có một người phụ huynh mà khen nhiều nhất, hình như là mẹ của một học viên trong đây là Mimi gì đó.
Vâng, dù sao thì cũng cảm ơn anh đã đến. Và tôi hy vọng là anh sẽ có những bài viết thú vị sau chuyến thực tế lần này. Bà chị nói vậy là khách sáo với đàn em nữa rồi. Dạ. Thật ra là nếu mà nói về ngày này thì bà chị vẫn là đàn chị của em thôi. Em út gì chứ. Anh có nhiều cái, có khi tôi còn phải học đấy. Bà chị nói vậy là khách sáo nữa rồi đó. À thôi, xin phép bà chị tôi về trước. Dạ vâng, chào anh. Chào bà chị. Mời anh. Chào em. Chào anh. Chị không thích những con người như thế này. Em đứng nãy giờ mà thấy ghét ghê vậy á. Nhìn mặt anh ta không ưa chút nào. Anh ta làm nghề viết lách tự do và thường xuyên sử dụng cái mác báo chí để kiếm tiền. Ngày trước á, chị còn làm báo, có đụng anh ta vài vụ rồi. Ủa, mà tự nhiên giờ anh ta đến đây gặp chị chi vậy? Trung tâm chúng ta không làm ăn gian dối. Và chúng ta cũng không nhất thiết phải quảng bá ồn ào để kinh doanh. Tuy nhiên, như chị đã nói, thì bây giờ công việc của chúng ta cũng phải cần đến báo chí. À, quên nữa chị. Hồi nãy em nghe ổng nói là ổng muốn gặp một số phụ huynh gì đó. Có ảnh hưởng tới mình không chị? Lúc nãy chị cũng vô tình nhìn thấy anh ta có gặp bà Liên Mập, là mẹ của Mimi. Không biết anh ta có giở trò gì không? Bởi vì anh ta vốn có tiếng là người hay lợi dụng để kiếm trác chuyện này chuyện nọ. Má Mimi, phải cái bà mà có khuôn mặt hay danh danh lên không? Những hai bà lận cơ em. Lúc nãy họ đi qua làm ồn ào hết cả lên. Và chị đã phải nói chị Ngà đưa họ đi thăm một vòng trung tâm của mình. Thôi thì cũng phải chịu họ một chút chứ biết sao. Mấy bà này thích con mình nổi tiếng quá à. Thì ai mà có con xinh chẳng muốn cho nó bằng chị bằng em. À, mà em gọi Thụy Khê lại nói chuyện với chị nhá. Dạ. Dạ, thưa chị gọi em. Ngồi xuống đi. Sao rồi? Lúc nãy đưa hai bà đi thăm trung tâm thế nào rồi? Tốt chị ạ. Rồi, chúng ta làm việc tiếp nhé. Dạ. Giờ chị Ngà lọc giúp tôi hồ sơ của các em học viên. Những em nào không đủ tiêu chuẩn, chúng ta sẽ loại. Còn những em nào đủ tiêu chuẩn thì chị sẽ lập một danh sách và chúng ta sẽ xem xét từng trường hợp. Sau đó thì chúng ta sẽ kiểm tra phần hình thể trước. Rồi tôi sẽ trực tiếp phỏng vấn các em về kiến thức văn hóa. Dạ. Alo. Chị Sương đây. Chào bà chị. Sao? Mấy ngày nay đã kiếm chắc được cơm cháo gì chưa? Bà chị nói gì tôi không có hiểu. Gài Độ đưa một đoàn nhà báo đến thăm và tính chuyện làm ăn với Âu Cơ. Ông ngon lành lắm rồi mà. Bà chị nghe tin ở đâu vậy? Đừng có hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy chứ. Trời ơi, chuyện nhỏ mà. Tôi chỉ đi theo mấy nhà báo để quan sát coi họ làm gì thôi. Tôi chỉ hỏi cho vui thôi. Chuyện làm ăn của ông thì ai dám xí vui. Bà chị mà là sếp của tôi, có nước tôi đi móc bọt luôn quá. Kìa, có gì đâu mà ông điền giận tôi dữ vậy. Bà chị có vẻ giống như đang theo dõi tôi vậy đó. Nói chuyện nghe sặc mùi lắm. Nghe sặc mùi thấy ghê luôn. Sặc mùi gì? Mà ông tưởng ông không có mùi sao? Mùi của ông á, tôi rành quá. Tôi hỏi cho biết vậy mà. Bà chị cứ yên tâm đi. Tôi có làm gì thì làm cũng thu thập thông tin cho bà chị thôi. Chà, nói một câu nghe được đó. Nghe được tôi mới nói chứ. Tôi sẽ có nhiều thông tin cho bà chị đó. Yên tâm đi. Rồi, được rồi. Có lẽ bà chị đi cho tôi, chắc không phải nói chơi chuyện này chứ. Gặp tôi sớm sớm một chút, tôi có chuyện muốn trao đổi với ông. Nghe có vẻ long trọng quá. Cần gì bà chị cứ nhắc máy là tôi có mặt một vụ như mà. Không, vụ này rất quan trọng. Ông sẽ làm đối tác ngang tầm với tôi. Nghe bà chị nói tôi hồi hộp quá. Thôi, đừng có ỡm ờ nữa. Nhanh lên, qua đây gặp tôi đi.
Được rồi, 2-3 bữa nữa tôi sẽ qua. Trước khi đến sẽ điện thoại cho chị. Sớm hơn đi. Không biết cái bà này chơi cái gì nữa đây. Đừng có dở trò bắt cá người ta. Không ăn thua với con thu sương này đâu. Dạ chị kiếm em. Ừ. Ngồi xuống đi em. Chị đang muốn kiếm em có việc đây. Sao? Dạo này show nhiều không em? Cũng không có nhiều lắm chị à. Chị cũng đang tích cực móc thêm mấy show nữa cho tụi em. Chứ như vậy hẻo quá sao mà sống nổi. Em cảm ơn chị nhiều. Wow, lúc này có em ấn tượng lắm đó nha. Ấn tượng gì đâu chị. Làm sao phải được như chị kìa. Hơn em cả chục tuổi mà vẫn rực rỡ. Vậy sao? Chị có bí quyết gì á nha, bỏ nhỏ cho em biết với nha. Cũng nhờ hồi xưa chị là dân thể thao, tập luyện dữ lắm nên mới giữ được dốc dáng như vậy nè. Mà thôi, bây giờ chị già rồi, nhường chỗ cho mấy em kiếm ăn. Trời ơi, già mà như chị á hả? Khói thằng nó lăn vô, nó hỏi xin ăn quệ đó. Còn nhỏ này, hôm nay lẻo mép ghê đó nha. Em thấy đứa nào chuẩn bị lăn vô thì em báo trước để chị đón tiếp chu đáo. À cưng nè. Dạ. Từ hồi trước tới giờ em có bao giờ đi ra nước ngoài lần nào chưa? Trời đất, chị làm như em giàu có lắm vậy đó. Hỏi một câu nghe thấy ớn à. Chị biết không, em muốn chỉ có một chuyến đi du lịch xuyên Việt thôi á, mà mấy năm nay không đi được. Em nghĩ sao nếu mình đi một chuyến Macau hay Hồng Kông gì đó? Em không có hiểu ý chị lắm. Bộ chị mở show bên bển hả? Show siết gì. Vậy thì làm gì có chuyện đi Macau hay Hồng Kông như chị nói được. Đi chơi theo lời mời của bạn bè. Em làm gì có bạn ở bển mà đi chơi. Hay là chị nói bạn của chị hả? Đúng vậy. Nhưng mà em không có hiểu ý chị nói. Em biết anh Chu Thoàn không? Có phải cái anh mà người mập mập quen với chị đó hả? Đúng vậy. Ảnh là dân kinh doanh, suốt ngày lang thang hết nước này qua nước khác. Mấy anh bạn của ảnh á rất thích mấy cô người mẫu ở trung tâm mình, nên có nhã ý. Nhã ý là mời đi Hồng Kông hay là Macau chơi hả? Đúng rồi em. Thì em coi như mình đi du lịch nước ngoài vậy. Nhưng mà họ có điều kiện gì không? Mà ý chị sao? Sao là sao? Mấy ổng có mời chị đâu. Mời đích danh mấy em đó chứ. Mời toàn là những người đẹp ở đây không à. Mới chết chị chứ. Nhưng mà họ mời mấy người vậy chị? 4 người tất cả. Em á là người đầu tiên chị nghĩ đến trong chuyến du lịch này. Em nghĩ sao? Chị đừng có làm em mừng hụt. Chị nghĩ đến em là một chuyện, nhưng mà mấy anh đó có thích em hay không? Wow. Thích hay không là tùy theo chị. Chị thích thì mấy ảnh cũng thích luôn. Nè, chuyến đi này xong á là lên đời luôn á. Vừa được chuyến du lịch không mất tiền, vừa được tiền đem về nhà. Nè, hồi đó nha, chắc là má em đẻ em trong bọc điều đó. Dạ. Chị thương em nên mới tiến cử với mấy ảnh, chứ đâu phải tự nhiên. Em đi chơi chuyến này với mấy ảnh là sẽ có đứa ghen tức cho đến chết. Nhưng đừng lo, chị thu xếp hết tất cả rồi. Thay phiên từng em, em nào cũng có phần. Dạ. Chỉ sợ là tụi em quên cái già này thôi. Dạ em đâu có dám. Chị đặt đâu thì mời đó. Tốt lắm. Vậy thu xếp đi nha. Thủ tục chị sẽ lo. Mấy đứa luôn nha.
Trong thời gian này, đứa nào mất show diễn, chị sẽ buồn. Dạ được rồi, em cảm ơn chị. Ơn nghĩa gì, chị không có khách sáo đâu. Thôi, em về chuẩn bị mọi thứ đi nha. Dạ, đi đi. Alo. Alo, Cưng đó hả? Cưng đang ở đâu vậy? Em đang ở trung tâm nè. Ồ, anh à, lúc nãy nói cái gì mà làm cho bà Thu Sương có vẻ như là bà giận lắm chưa? Ủa, anh làm cái gì mà bà phải theo dõi? Có vẻ như là bà cay cú cái vụ mà anh đưa mấy cái nhà báo khác qua bên Âu Cơ lắm á. Ủa, anh qua đó thì sao?